Rồi bà biết bệnh của con là bệnh gì không? Bệnh nhức mỏi. Nhức mỏi ha. Rồi trong người con bây giờ có còn bệnh gì nữa không? Có phần căng theo. Có phần căng theo. Ha. Phần căng đó là ông hay bà vậy? Ông cứu. Phần căng ông cố đi theo. Vậy đó ha. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, Châu Phú sau khi đến nhà của em Quyền. Ủa Hoài, hoài lòng. Hoài hoài Quyền. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa vị, sau khi Châu Phú đi đến nhà của em Hoài rồi, và Châu Phú hiện giờ đi đường quá xa. Đó. Tổ về làm bệnh cho Châu Phú, chẳng mạnh giỏi rồi mai mốt Châu Phú còn đi chỗ khác giúp người khác nữa, Dạ. vì cũng nhờ thần linh hiển hết quay linh làm cho Châu Phú có lòng tin tốt. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, cô thắp hương giùm quý vị. Đúng ra là Châu Phú thắp hương mà Châu Phú phải cầm cái máy quay phim nữa vậy. Hả? Cái gì cái hả? Cái gì những hết quay lên cho Châu Phú có lòng tin giúp kia cho Châu Phú được mạnh giỏi tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ cứ giữ đem đi cái lành đem đến cũng nhờ mình đi lên trên độ. Đây là cô thường xuyên qua đây hả cô? Cô ở gần đây cũng tới luôn à. Vậy đó ha. Cũng qua thắp hương vậy đó ha. Cô cũng ít cũng công chuyện lắm, cũng như có chuyện gì thì chạy lại chút vậy đó. Vậy đó hả? À, chứ không có thường xuyên. Là lúc 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 trước thì cũng tới hoài, cái lúc sau qua dịch nè. Dạ. Cũng ở nhà, cũng có đi rồi nhà công chuyện cũng nhiều đó. Dạ. Tổng ở đây là 7 cây hương. Ngồi 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 khổ nạn quên tâm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi của khổ của nạn quên tâm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi của khổ của nạn quên tâm Bồ Tát. Nè cũng về cảm ơn chứng minh của khổ của nạn cho bây giờ tánh được tai qua nạn khỏi đại dịch này nha. Cái tượng để nhã ở trong quá để nó đứng lại chút. Cái này nè, gầm 30 ta rút kim ngang đi, đừng để nhiều. Dạ. Hai quà là mà gầm 30 là cứ rút kim ngang ra chùi sạch sẽ đi. Chứ không có ngại cái gì hết trơn. Tại vì cái như cái nhà mình ra chùi nó sạch sẽ để gì hết trơn. Phật cảm ơn cô ha. Có phần gì không mà biết đường chỉ vậy? Dạ. Ông địa gì sáng. Dạ hả? Nhiều sáng lắm, đáng hồn. Vậy hả? Ở gì? Vâng, thì nhà của em Hoài đây quý vị. Đây có rất là nhiều chữ tàu viết ở đây nè quý vị, Châu Phú cũng không biết là chữ gì thì quý vị có đọc được đó, thì alo Châu Phú. Đây là bà và bà nội. Dạ con chào cô nhé. Thì thưa cô, bây giờ là con đi đến đây nè thăm con là được rồi á, là hình như là cái cô đi lên trên ông Tám hình như cũng có phần về nữa phải không cô? Có, bà nội cũng làm bệnh tiết giáo nữa. Rồi bây giờ khỏe không? Khỏe nhiều chứ vậy đó hả? Đợi rồi em đi vô hai lần rồi. Bà ngoại, bà ngoại bà là vô ngoại, phần bà không? Nội, bà ngoại là vậy ông đó ngoại ha. Vô phần, bà nội cũng bà tổ cô vô. Bà tổ cô vô, già dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà ngoại khóc quá chừng luôn đó ha. Dạ, rồi bây giờ cô đi ông Tám về, bây giờ cô thấy cô khỏe chưa? Khỏe nhiều rồi con. Khỏe nhiều ha, bây giờ ăn chay luôn chưa? Ăn bây giờ ăn này cũng tháng 4 ngày à. Tại vì có gì đâu. Dạ. Thì bữa nay con đi đến con thăm em Hoài và con sẽ nhờ em giúp giùm cho con. Hiện giờ con đang bị đau, đi đường quá xa. Thì chúc cô sức khỏe lúc nào cũng phải tinh tấn hơn nữa nha cô. Dạ, Con cũng chúc con sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Đi làm từ thiện đồ cũng được mạnh giỏi. Dạ, cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe. Vâng, kính thưa vị, thì kế tiếp em Hoài sẽ giúp cho Châu Phú phần cho Phú đang bị đau mà không biết em có
biết là cháu Phú đang đau ở đâu không? Dạ. Dạ. Hai chị ngồi. Bà nội vô lấy trà vô thơm gì nữa bà nội. Chị ngồi hả chị? Ngồi đi em cứ ngồi đi, con cứ ngồi đi. Vậy nè ha. Khỏi cần cởi áo ra ha. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật thì giờ cháu Phú ngồi. Cái bị này ra trước. Mở cái bị quay. Mở luôn đi. Lấy cây viết giùm con. Lấy cây viết luôn ha, cái viết đỏ. Dạ, Di Đà Phật. Cô có thấy không cô? Nghe à, cái thần cái thánh, các sư ông các sư binh đó hãy giúp gì cho cháu Phú được đà mạnh giỏi nha, hết miếng hết nổi hết ta hết đau hết bệnh nha. Tai qua nặng khỏi được bệnh đi trừ đi tới nơi về tới chốn. Đang cho Phú tiếp tục cứu cho bà già bà tánh. Dạ ông có tỏ ơi này này cho Phú giúp đó ông làm cho giúp cho bị sát của ông đừng có đồng ngân. À làm cho cháu Phú nó hết hiển hết quay lên đây. Rồi xong rồi đó ha. À, Di Đà Phật. À, vâng thì kính thưa vị, cháu Phú đi thì đi đường nó rất là chạy đường xa nó rất là mệt đuối trong mình vậy. À, nên mượn tay của Hoài giúp cho cháu Phú cho nó khỏe lại. Thì chưa biết như thế nào. À, khi mà cháu Phú làm liền thì nó không thể nào hết được quý vị. Khi mà cháu Phú về nhà rồi rồi mới biết được ha, ngồi cả 20 phút mới biết ha. Dạ. Yeah. À, thì chào chị, thường thường á là hoài á có ông về đó có thường hay nói chuyện với chị không? Cũng nhiều khi vẫn chơi rồi bà con người ta hết bệnh người ta đem bưởi lại á. Dạ. Yeah. Rồi cạp bưởi thì gớt lên gớt xuống nói trời ơi sao bữa nay giống như là người già hết gan vậy. Cái mới nói nữa nữ già giống ông vậy nữ chứ biết. Ông cười nữ cười ông rồi sao nữa nữ già giống như ông mình cũng biết lúc nào là con mình lúc nào là ông tổ nữa không biết. Rồi bây giờ cái phần nãy giờ giúp bệnh cho cháu Phú là phần nào á? Chào nha. Hả? Ai nói cái tổ biết ta? Bà Cốc. Bà Cốc. Bà Cốc về giúp hả? Dễ ha. Con thấy cái máy quay phim quen có dính con không? Vậy nè. Nãy giờ quen không dính. Quay thôi quay được không? Dạ, Di Đà Phật. Rồi có bây giờ bà Cốc có trong người của Hoài không? Dạ có. Vậy hả? Di Đà Phật. Rồi bây giờ là bà Cốc có thể nói chuyện với cháu Phú được không? Được không? Dạ, Di Đà Phật. Dạ, cháu Phú chào. Phần của bà đi về giúp bệnh cho con hả? Bà Cốc nhưng mà rồi bà biết bệnh của con là bệnh gì không? Bệnh nhức mỏi. Nhức mỏi. Nhức mỏi ha. Rồi trong người con bây giờ có còn bệnh gì nữa không? Có phần căng theo. Có phần căng theo ha. Phần căng đó là ông hay bà vậy? Ông cố. Phần căng ông cố đi theo. Vậy ha.
có đi theo mà giúp cho những hoàn cảnh khó khăn hay là có đổ bệnh được không? Đổ bệnh được. Đổ bệnh được. Theo đổ bệnh luôn. Là châu phú có thể đổ bệnh được sao? Được. À, mà chưa biết gì chưa? Tay thì đổ. Tới ngày giờ sức chiêu. Dạ. Vậy ha. Cũng như mình có xác định ngày giờ có xác định xuống mới làm được. Dạ, cảm ơn bà nhiều nha. Còn vị nào theo con nữa không? Đổ cho con á. Theo bà nhìn á, bà nhìn con thử đi. Nhiều lắm. Cũng vậy hả? Rồi con đi làm từ thiện vậy đó mà không biết có mấy ông rồi đi theo để giúp đỡ con không? Có. Vậy hả? Dạ. Theo theo đổ mới được gì đấy chứ, không đổ đâu được gì. Vậy ha. Đức Nhan co chừng. Dạ. À, Đức Nhan co lại ha. Quấn lại ha. Dạ, vậy là Phật. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cho Phú đi đến đây chủ yếu là ghé ở gần đây nè. Có một người thầy, đó khi mà vớt lên đó, vớt dưới sông đó, lên được cái hình Hồng Hà Nhi. Đó thì từ đó bà nói chuyện với cái hình đó không mà bà độ bệnh và giúp bệnh hoàn toàn miễn phí. Thì sẵn đây cho Phú đi một công đôi chuyện, ghé giúp đỡ cho em Hoài để có một chuyến xe để đi trị bệnh. Và cho Phú chở theo là khoảng 700-800 chai dầu trong một cái thùng này quý vị. Để ghé lên đó nếu mà đủ duyên thì cho Phú sẽ gửi lên đó. Cho Phú sẽ điếm ra nữa cho Hoài là 100 chai để phát cho bà con khi bà con đến đây bị nhức mỏi hay đau gì đó mình giúp bệnh mình có thể mình tặng cho bà con ha. Rồi vậy ha. Rồi A Di Đà Phật. Bây giờ là bà cóc vô trong người của Hoài hay là Hoài nhận cái nguồn điển? Điển nhận được cái nguồn điển chứ không phải là vô thực tế phải không? Okay. Vậy đó ha. Rồi tại sao mà phải đem theo chai dầu thơm này? Bộ bà cóc khoái xài dầu thơm hay sao? Đổ bệnh cho người ta làm mình phải xịt dầu thơm vô trong cái tay mình. Vậy đó hả? Dạ. Cũng lạ ha. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc Hoài sức khỏe nha, vạn sự bình an nha. Dạ. Đây, tới quay cái lưng này, chị quay giùm em cái lưng em vẽ cái phần gì vô gì? Đây, đây, đây. Đây, đây, đây. Đó, thấy không? Thấy cái phần gì không? Đó. Gõ không cô? Đó, ghe lại đây quý vị. Vậy đó ha. Dạ, Di Đà Phật. Rồi bây giờ thấy là Châu Phú là gõ luôn nguyên hình luôn chưa? Nguyên rồi đó. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì kính thưa quý cô chú anh chị, video của Châu Phú cũng đã dài, video này video thứ hai rồi. Châu Phú muốn chứng thực cái bàn tay của em có phục dược giống như là cái lời kể mà của gia đình và bà con hay không. Thì Châu Phú mới vừa vẽ nên là chưa biết chắc chắn được nên không có khẳng định được. Khi nào Châu Phú khỏe rồi và có một cái video khác đó thì Châu Phú sẽ thông báo đến tất cả quý vị. Và xin chúc cho tất cả quý vị lúc nào cũng có thật nhiều sức khỏe và cầu mong ơn trên mười phương chư Phật sẽ gia hộ cho gia đình tất cả quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh và quý cô chú mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Lúc nào cũng thật có thật nhiều sức khỏe và vạn sự bình an, an lành, an lạc, an vui trong cuộc sống. Phụ mẫu tại đường thì tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ thì trực giảng Tây Phương. Nam Mô A Di Đà Phật. Kết thúc video Châu Phú. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào nha. Dạ, A Di Đà Phật chào gì nha.